cái kích này hả chú nào? Đâu có đâu, kích này nhà. Đây kích 7G à. 7G. Này thu tao ba mấy hả chú? Ba mà. Cái này nhiêu quá. Chút triệu mấy. Quỷ quý đủ á, cái thằng cô ba gần ơi, đúng đúng vô giúp đạt rồi. Ra bù chú Nam ra giờ ra bù mặt bù kìa, chết thật bù triệu mấy. Bù thấy rõ. Bây giờ thì rẻ rồi. Ngày xưa cái nào cũng mắc à. 100 đô một con. Đây là cái xăng người xe vui quà à, phát chưa có xe phải không, phải qua chờ bác sĩ quay cho các bạn xem nha. Anh em nào gần gần đây có thể liên hệ với mấy anh em này để chơi chung nhóm cho vui nha các bạn. Có gì em đâu đi hả?